vỡ tan ngang. Uống nước qua đây. Bạn ơi bạn, ly nước qua để ở đây rồi, bị có mật chôm rồi. Cái gì đây? Gì? Cái này là trà thạch đào hồng hoa nha. Của ai đây? Rồi xong. Mới uống được cái nửa mới uống được có nửa ly à. Mới uống được có nửa ly là hả? Anh mật uống rồi, ai biểu nãy ta xin không cho. Ngon không mật? Thôi mua cho mật thêm ly nữa đi, tặng mật. Lâu rồi người ta chưa được uống mà, hồi đó là thích uống trà sữa lắm. Mà lâu rồi chưa uống trà sữa. Có ống hút không uống, uống gì kỳ trời. Cậu lấy muỗng cho không? Cho múc mấy cái tấp bình coi coi ăn không. Uống mà nghỉ ngơi đi nha. Uống chút nghỉ ngơi chút. Mà, uống ké hả? Này uống trộm mà đúng không? Này uống hết luôn. Uống hết luôn. Ngon không? Thôi nè, cho hết luôn đó. Hả? Trời ơi. Rồi chịu luôn. Lát cứ ai mà để cái ly nước đây mà sơ hở một chút xíu thôi là tới là hết luôn. Nhiều khi á người ta mấy bạn kia đợt trước là để ở đây đúng không? Để đây xong rồi đi đâu á? Tới hết đâu biết ai uống đâu. Rồi vậy bữa biết thủ phạm. Thủ phạm uống nước trộm là đây. Uống nhăn cái mặt được. Xấu quá đi à. Nhưng mà được cái là uống nước trên ly chuyên nghiệp lắm nha. Uống là biết kê cái mũi ngay chỗ này nè đó. Xong rồi uống thấy ghê chưa. Tại người ta lâu năm. Người ta uống trộm lâu năm rồi cho nên là kinh nghiệm. Nãy đến vàng còn đổ. Ghê thiệt. Đúng là nhân viên uống trộm đó. Ê, ê, lấy cái ống hút có tiền, lấy cái tấm bình ra coi ăn không. Lấy có hình như dạ, thấy hoa hồng ở trong á. Không, artiso. Trời uống gì cũng uống ấy. Trà artiso, trà sữa, milo, cà phê, muối rồi cái gì cũng uống hết trơn á. Trà đá cũng uống nữa. Ai có gì uống đó à. Ngon chưa? Rồi. Đang cạn bình rồi. Á gì, cạn nước rồi đó. Ủa, muỗng đâu? Lên đây nè, lên đây nè. Cái gì nó sập nè. Ăn lá. Hút lên đây nè. Cái này là gì? Ăn artiso cho mắt da. Artiso á hả? Ờ, bông artiso. Ăn không? Ăn cho đẹp da trẻ hết lá. Có ăn không? Ăn chè chua. Chua. Kêu mày định uống tao đúng Quỳnh. Mày đừng có xạo xạo mày. Sợ Quỳnh dành lắm. Có ai dành đâu trời ơi. Đào. Đừng có. Vui. Đào thì có ăn nha. Sợ dành. Kêu mày đưa đây Quỳnh ơi. Tao tự ăn được. Tao tự ăn được. Mày phình quá Quỳnh ơi. Nó biết đá. Trời ơi nó xấu. Ở những cái lịch ở thấy kê được. Thấy là cái hàm răng nữa. Trời ơi giống như con heo gì đó. Mật ơi xấu quá mật ơi. Cái răng kìa. Ăn chưa? Em phải lấy ra, em phải bóc ra. Nè. Ăn không? Ghê vậy. Nào, nhân chơi artiso. Artiso cho đẹp da. Bạn ăn lén mà, bạn hay chọn quá. Ăn trộm chứ phải ăn lén. Bình thường là hai đi ăn ké, này là ăn trộm luôn, không ăn ké. Không, này ăn giật luôn. Có gì chổng thì hết rồi hả? Đào với cái này thôi. Còn artiso. Bưng lên cho ta ăn kìa. Còn cái khúc cuối, có con cuối xuống. Kẹt cái ống hút á. Rồi. Em ăn đào. Còn đào không? Hết rồi. Hết đào rồi mọi ơi. Không thấy. Cái gì vậy Quỳnh? Làm cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi, hàm răng xấu quá mật ơi. Nó sạch. Hồi xưa giờ vậy đó, uống nước là sạch rồi. Rồi nhắm uống được đúng không? Được. Nghiêng ly kìa, thấy kỹ thuật người ta chuyên nghiệp không? Trời ơi, nó xấu. Xấu quá. Trời ơi. Hết rồi, bị đá chặn rồi. Không có lấy được nữa. Trộn lên. Còn miếng đào kìa đúng không? Không phải đâu, thật đó.
Không, lá không có ăn. Tôi là người không chơi hệ lá. Hết đậu. Rồi no, ngon rồi á, rồi xong rồi. Giờ làm sao? Tính tiền nha bạn ơi. Bạn, tính tiền. Tính thêm 50 ngàn phục vụ tận răng. Bạn ơi. Ủa sao nhìn vậy? Nó kêu đút cho nó. Kêu ủ quên nó, ta chưa uống xong mà mày đi đâu vậy? Còn mấy cái tấp bên dưới sao tao uống được? Nó nhìn em, nó quên, nó kêu nó chưa uống xong mà em đi rửa tay vậy. Coi cái ly này bao nhiêu, bạn đền tôi đi. Trời nhiều. Ơi, 49 ngàn. Rồi, thanh toán giùm cái. Trả tiền bạn ơi. Cái 49 ngàn thẻ đi. Mọi ơi. Đâu vậy? Trốn. 49 ngàn. Trốn. 49 ngàn trả tiền đi. Uống hết thì trả tiền đi, nhanh. Yêu coi làm gì. Đừng đưa lên, coi hết đi. Tính tiền 49 ngàn. Ủa kêu tính tiền mà. Gì không? Đánh trong lãng nữa trời. Uống chuyện nợ. À không, 49 ngàn nữa uống cho hết. Có trả tiền không? Một 49 ngàn.